Dân là khó thay đổi lắm. Bây giờ mình quay ha, cái cây này là nó là chết rồi đây nè, tại vì nó gãy hết rồi. Nó gãy hết rồi à. Chúng ta thấy này, để chúng quay ngược lại cho cả nhà thấy. Nhưng mà khi chúng ta phục hồi mà nó nứt những cái chồi như vậy này ha, là chúng ta phải để lại ha, để cho nó gọi là thở mà, để cho nó lấy dinh dưỡng, nó làm thông cái mạch dẫn, nó vận chuyển có cung có cầu mà, nó cần dinh dưỡng này kia thì nó lấy ở dưới này lên ha. Đó, đại loại vậy thì gọi là cái thở là như vậy. Chúng ta phải để hết mấy cái chồi thân mà miền Tây gọi là bơi này, để hết à. Năm nay cây này là không làm trái được đâu, vì gãy tan nát rồi mà, không trái gì được nữa. Được chưa? Đó à. Rồi sang năm chúng ta làm trái à, cái cây này à, cây này là tưởng đâu là chết rồi nè. Thấy này, nó cành nó khô hết rồi này, này nó khô à. Nhưng mà chúng ta nhìn cái chồi này, nhưng cũng nói luôn, khi mà cái cây suy á, chúng ta làm do cái amino này kia nó lên, nó mới lên khúc vậy, chưa nói gì được đâu. Mà nó lên như thế này là chúng ta chắc chắn được rồi ha. Nhiều khi nó đã lên ảo do cái dinh dưỡng của các cái amino rồi thôi. Nhưng mà khi nó lên được tới 2 gang là chúng ta biết chắc chắn ha. Nhưng chúng ta coi nè, sát bên cái rành nha. Nhưng mà hy vọng là người ta sẽ thay đổi. Nhưng mà khó lắm. Cái người Việt Nam nó vui lắm à, không bao giờ biết họ tốt cũng không bao giờ chịu theo. Vì tao theo có tao thua mày cái làm sao. Là như vậy. Thứ nhất là mày nghèo hơn tao, mày không thể nói tao nghe được. Nên là khi mà đại lý của Tuấn ấy, này có bên hóa chất nè. Đó, cách nhau cái hàng rượu 40 này, bên hóa chất này cả nhà. Đó, hóa chất nè. Cả nhà coi ha. Đó. Và cái bên của anh Tân này. Là như vậy. Nên thôi. Nên chỗ anh Hùng á, ở Trân Thành á, làm xong cái vườn thu xong. Rồi cuối cùng là gì ạ? À? Mất luôn cả bạn uống cà phê, bạn nhậu luôn. Một bên hoa chất này. À, nó chuồn chuồn. Chưa tới mùa chuồn chuồn mà đã làm sẵn cây chuồn, cây cho chuồn chuồn đậu rồi. Họ lo xa quá. Là lỡ nói là 3 năm cây chết rồi. Đấy, nên bây giờ có biết tốt cũng không có ứng dụng à, như là như vậy. Và tiếp tục là sục sôi hóa chất à, vừa rồi thì trên đây lắc mưa, nhưng mà lúc nào sầu riêng của Thuận Thiên cũng được ưu tiên thu à. Cả cái anh thu hoạch đó à, nhân dân Đắk Lắk biết đó à, chỗ anh sĩ đó mình nói luôn, chắc là mỗi lái người ta biết. Thì trong quá trình thu của Phú xong, thấy có hai cái vườn ở Buôn Hồ đẹp quá, anh gọi điện, mình gọi điện hỏi thăm, anh nói trời ơi nó sượng hết, tại nay mưa quá nhiều mà nó không lên cơm mà nó sượng. Rồi sau cuối vụ vừa rồi anh thấy trên Gia Lai có cái trang trại đó, không tiện nêu tên, đẹp quá mua về. Tuấn ơi, cơm nó trắng nhách rồi, thua à. Nên là cả về cái chanh dây cũng vậy à, làm bên Thuận Thiên Tuấn sẽ up về clip chanh dây. Thì các cái đại lý họ 50 kg họ không chạy vô mua nữa. Như vậy, vì là cái vỏ nó mỏng mà cái thịt nó nhiều. Cả cái chanh múc họ cũng quý nữa. Thứ nhất là họ cái dịch đó họ đi xuất cho các cái nước châu Âu à, cái họ không bị mất cái tiền test 3,5 triệu mà họ mua cái là họ đi luôn. Mà cả nhà biết là chanh thì nó có 2 loại, loại có thuốc bảo vệ thực vật à, và có loại của Thuận Thiên. Thì loại của Thuận Thiên thì họ đi vào cái thị trường cao cấp và họ mua cao hơn 10.000. Ví dụ như chanh loại 1 13 trái 1 kg à, giá 35 thì của mình họ phải mua ít nhất là 45. Nên là như vậy mà họ quý lắm, họ quý từng trái một á. Rồi lỡ như bị đốm mất cua họ cũng vừa đã mua 15.000 kg. Đây hoa chất thì khoảng 5.000, vì cái vỏ nó dày mà cái cơm nó ít, cái ruột nó ít nên múc nó không có lợi à. Còn về sầu riêng cũng vậy à, cả nhà sẽ thấy rằng là họ mua bên Thuận Thiên thì không bị cháy muối. Tại vì bộ lá như thế này làm sao cháy muối được. Trùng đất này cả nhà, mê không? Mê không? Qua wow, trời trùng đất rồi. Rồi hoàng nguyên rồi, ra cái lối đi luôn rồi à, ngon lành, cành đào. Mới kiểm tra đo pH này. Hiện tại pH bây giờ sau một đợt mưa dầm khoảng 20 ngày pH nó xuống còn 6.2. Ok à.
bộ lá này. Rồi, rồi. Đi về uống nước trà với Tuấn. Anh Tuấn ơi, anh Tuấn nha. Đợi đợi Tuấn đợi, Tuấn đợi. Nhờ anh Tuấn là em ruột của ảnh thì mới thay đổi được.